chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nấu Ăn cùng Lan xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món thịt bò xào lá lốt. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn nấu ăn cùng Lan nhé. Nguyên liệu chúng ta hôm nay gồm có 300g thịt bò, 1 ít lá lốt, 1 nửa củ hành tây sắc muối cao, 1 ít tỏi băm nhuyễn. Gia vị gồm có dầu ăn, nước tương, bột nêm, bột ngọt và tiêu các bạn ạ. Trước khi đi xào thịt bò các bạn, mình ướp gia vị vào thịt bò cho nó thấm đã nha. Mình cho vào đây 1 ít dầu ăn, 1 ít nước tương, muỗng hạt nêm, 1 ít bột ngọt, 1 ít tiêu. Mình trộn đều hỗn hợp này lên cho thấm gia vị vào thịt bò nha các bạn. Cho thịt bò nó thấm gia vị. Bây giờ mình tiến hành mình đi nấu ăn nha các bạn. Mình cho vào 1 ít dầu ăn. Dầu nóng mình cho hết tỏi băm nhuyễn vào. Bây giờ tỏi đã thơm rồi các bạn, đã vàng rồi đó. Mình cho hết thịt bò đã ướp này vào nha. Bây giờ thịt bò của mình đã được rồi nè. Mình cho hết củ hành tây này vào. Món thịt bò xào lá lốt nè, rất là thơm các bạn. Mà lá lốt còn trị bệnh được nữa nha. Tiếp theo mình cho vào một muỗng hạt nêm nữa nha các bạn. Bây giờ mình cho hết lá lốt vào. Lá lốt mình sắc nhỏ như vậy nè. Mình xào. Bây giờ các bạn nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị nhà các bạn nha. Và mình cho lên trên một ít tiêu. Vậy là món thịt bò xào lá lốt của mình đã xong. Các bạn yêu mến Lan bấm đăng ký kênh để ủng hộ Lan, để Lan có động lực làm tiếp những video tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn trong tương lai. Chúc quý vị và các bạn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn.